xuất hiện nhiều dấu hiệu cảnh báo ngay sau chiến thắng của ông Trump ở New Hampshire. Nga chế tạo thiết bị mô phỏng vụ nổ hạt nhân để huấn luyện binh sĩ. Chiến thuật độc đáo giúp quân đội Nga hạ thành trì Adipka của Ukraine. Tên lửa mini chống UAV của Nga hoàn thành thử nghiệm. Mỹ lên án vụ tấn công trung tâm huấn luyện của Liên Hợp Quốc. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, dù ông Trump có chiến thắng mới ở New Hampshire, nhưng các chuyên gia đã cảnh báo những dấu hiệu nguy hiểm sắp tới. Trong tình hình ủng hộ hiện nay, cựu tổng thống Mỹ đang không nhận được sự ủng hộ của những cử tri độc lập, những người sẽ góp phần quyết định cuộc tổng tuyển cử. Và một số đảng viên Đảng Cộng hòa nói rằng họ sẽ không ủng hộ ông Trump. Theo tờ Wall Street Journal của Mỹ ngày 24 tháng 1, đối với ông Donald Trump, New Hampshire đã đưa ra một loạt dấu hiệu nguy hiểm cùng với chiến thắng vang dội. Với chiến thắng thuyết phục trước bà Nikki Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho thấy rằng tỷ lệ cử tri cốt lõi của Đảng Cộng Hòa vẫn ủng hộ ông và động lực hướng tới sự đề cử của Đảng ngày càng tăng. Nhưng kết quả ở New Hampshire cũng báo hiệu rằng ông Trump có nguy cơ mất lượng lớn đảng viên Cộng Hòa, cũng như một phần đáng kể cử tri độc lập gây ra vấn đề cho ông với tư cách là ứng cử viên tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Nhiệm vụ đầu tiên của bất kỳ ứng cử viên nào là đoàn kết đảng, nhưng theo khảo sát của AP Vodcast, 19% đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu ở New Hampshire cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump vào tháng 11. Tương tự, 15% đảng viên Cộng hòa tham gia cuộc họp kín ở Iowa tuần trước cho biết họ sẽ không ủng hộ ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử. Ông Witt Arias, một nhà thăm dò ý kiến và chiến lược gia lâu năm của Đảng Cộng hòa nói, ở một quốc gia phân cực, bất kỳ ứng cử viên nào cũng phải giành được 90% phiếu bầu trở lên trong đảng của mình để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Bạn không thể cạnh tranh nếu bạn không đạt gần 90%. AP Vodcast nhận thấy vào năm 2020, ông Trump đã mất 9% số cử tri trong đảng của mình và thất bại trong cuộc bầu cử. Nhưng trong khi các đảng viên đảng Dân Chủ lo lắng về việc liên minh ủng hộ Tổng thống Biden đang dạn nứt, phần lớn là do cử tri trẻ, thì những tín hiệu ban đầu từ các cuộc chiến giành suất đề cử của Đảng Cộng Hòa cho thấy rằng Đảng Cộng hòa cũng có thể gặp khó khăn trong việc duy trì liên minh cử tri của họ. Các đảng thường nảy sinh dạn nứt trong mùa bầu cử sơ bộ và cuối cùng sẽ hàn gắn lại. Nhưng Tổng thống Trump là một nhân vật khác thường ở chỗ ý kiến của nhiều cử tri về ông đã không thay đổi trong nhiều năm. Điều đó cho thấy việc thuyết phục những người hoài nghi về ông Trump có thể khó khăn hơn. Hơn nữa, ông Trump ở New Hampshire chỉ nhận được 33% sự ủng hộ của cử tri độc lập trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, một cảnh báo khác cho việc ứng cử của ông. Và trong số các cử tri độc lập tại cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ở New Hampshire, 66% cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump vào tháng 11 tới nếu ông là người được đề cử. David Winston, chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Cộng Hòa, từ lâu đã lập luận rằng cử tri độc lập là chìa khóa cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ở Iowa, 20% tổng số người tham gia cuộc họp kín, bao gồm 15% người tự nhận là đảng viên Đảng Cộng Hòa cho biết họ sẽ không hài lòng với việc ông Trump là ứng cử viên của đảng này, đến mức họ sẽ không bỏ phiếu cho ông vào tháng 11 năm 2024. Bên cạnh đó, ngày 24 tháng 1, nghiệp đoàn công nhân sản xuất ô tô Mỹ UAVK gồm 400.000 thành viên tuyên bố chính thức ủng hộ Tổng thống Joe Biden. Đây là sự ủng hộ có ý nghĩa rất quan trọng đối với Tổng thống Biden, người luôn ủng hộ tầng lớp lao động của Mỹ. Ông Biden trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử hiện đại tham gia ủng hộ các công nhân đình công gần Detroit, bang Michigan hồi tháng 9 năm 2023. Về hành động này, ông Shofain, chủ tịch UAVK nói với các thành viên nghiệp đoàn rằng chính ông Biden mới là nhà đấu tranh cho nghiệp đoàn chứ không phải là cựu Tổng thống Donald Trump. Trong thông báo tại Đại hội Chính trị của UAVKEP ở thủ đô Washington DC, ông Farin nói rằng nghiệp đoàn mong muốn nhà lãnh đạo nắm giữ chiếc ghế quyền lực nhất thế giới sẽ giúp UAVKEP giành chiến thắng với tư cách là một tầng lớp lao động Mỹ đoàn kết. Theo đó, ông tuyên bố UAVKEP đang ủng hộ ông Biden trong nỗ lực tái đắc cử năm nay. Chuyển sang những thông tin thế giới khác. Thưa quý vị, hãng thông tấn TASS cho biết, Nga vừa qua đã chế tạo thiết bị có thể mô phỏng vụ nổ hạt nhân để huấn luyện binh sĩ trong kịch bản phải sử dụng vũ khí nguyên tử. Thiết bị do các nhà nghiên cứu tại Học viện Hậu cần quân sự Nga phát triển và đã được đăng ký bằng sáng chế. Vừa qua, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Medvedev cảnh báo, Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu các địa điểm phóng tên lửa của nước này bị tấn công. Tuyên bố của ông Medvedev đưa ra nhằm đáp lại những lời kêu gọi ở Ukraine cho rằng Kiev nên nhắm vào các cơ sở như vậy ở Nga. Trong tuyên bố trên kênh Telegram, ông Medvedev nhấn mạnh một kẻ hiếu chiến từ Banderostan, Ukraine đã gợi ý rằng phương pháp tốt nhất để chống lại Nga là phá hủy các bãi phóng tên lửa của Moscow bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp. Theo ông Medvedev, hậu quả duy nhất của hành động đó là phản ứng hạt nhân. Ông giải thích rằng học thuyết quân sự của Nga cho phép nước này triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại quốc gia khiến Nga gặp nguy hiểm, cho dù họ chỉ sử dụng vũ khí thông thường. Ông Medvedev tuyên bố, đây không phải là quyền tự vệ mà là cơ sở trực tiếp và rõ ràng để chúng tôi sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại một quốc gia như vậy hãng thông tấn tass cho biết nga vừa qua chế tạo thiết bị có thể mô phỏng vụ nổ hạt nhân để huấn luyện binh sĩ trong kịch bản phải sử dụng vũ khí nguyên tử thiết bị do các nhà nghiên cứu tại học viện hậu cần quân sự nga phát triển và đã được đăng ký bằng sáng chế nó có khả năng mô phỏng chính xác các đặc điểm của một vụ nổ hạt nhân trên mặt đất gồm hiệu ứng va chạm chớp sáng và đám mây hình nấm tass cho biết Phát minh này sẽ được sử dụng trong các cuộc diễn tập và huấn luyện thực tế của quân đội nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lục quân trong kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân, cũng như huấn luyện binh chủng phòng hóa, sinh, xạ cách xác định thông số và tâm chấn vụ nổ. Thiết bị được phát triển để thay thế dòng IU-59 đã cũ và không còn được sản xuất. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng Nga và phương Tây gần đây gia tăng liên quan tới xung đột Ukraine, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột hạt nhân. Bên cạnh đó, Nga cũng cho biết không thể thảo luận kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ mà không xét đến tình hình ở Ukraine và cáo buộc Washington đang tìm kiếm sự thống trị về mặt quân sự. Theo hãng tin Reuters, đây là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov, tại cuộc họp báo thường niên ở Moscow. Ông Lavrov cho hay Washington đã đề xuất tách biệt hoạt động đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân với xung đột Ukraine, cũng như nối lại các cuộc đàm phán liên quan tới sự ổn định chiến lược giữa hai quốc gia, sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất trên thế giới. Song theo ông Lavrov, đề xuất trên không được Moscow chấp nhận vì sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev trong cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ hai giữa Nga và Ukraine. Ông Lavrov nói, chúng tôi nhận thấy Mỹ hay NATO không có chút quan tâm nào tới việc giải quyết xung đột ở Ukraine và lắng nghe những lo ngại của Nga. Ông cáo buộc phương Tây đang hối thúc Ukraine gia tăng sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Các cuộc tấn công như vậy đã liên tục xuất hiện trong những tuần gần đây, bao gồm vụ tập kích vào thành phố biên giới Bengorod của Nga khiến nhiều người thiệt mạng. Tuy nhiên, ông Lavrov không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh nhận định phương Tây đang thách thức Ukraine thực hiện các cuộc tấn công trên. Song theo ông, Mỹ đang tìm kiếm ưu thế quân sự trước Nga. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế Celeste Wallander cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hy vọng sẽ chứng minh cho Moscow thấy rõ liên minh quân sự này chỉ sẵn sàng tự vệ thay vì tìm cách kích động xung đột trực tiếp với Nga phát biểu ngày 24 tháng 1 tại trung tâm chính sách Caspian khi được hỏi NATO làm cách nào để lên kế hoạch tăng cường an ninh ở khu vực Biển Đen mà không rơi vào thế đối đầu trực tiếp với Nga. Quan chức Lầu Năm Góc tuyên bố NATO sẽ theo đuổi mục tiêu này theo các quyết định và chỉ thị của các nhà lãnh đạo sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tây Ban Nha năm 2022 và hội nghị tại Vilnius, Litva năm 2023. Tháng 7 năm 2023, tại hội nghị thượng đỉnh NATO Tại Vilnius, các nhà lãnh đạo của Liên minh quân sự này đã thông qua kế hoạch triển khai 300.000 quân ở sườn phía đông NATO, cùng với sự hỗ trợ lớn từ hải quân và không quân. Bình luận về kế hoạch trên, bà Wallander khẳng định đó là năng lực phòng thủ nhằm chứng tỏ NATO có thể và sẽ tự bảo vệ mình, chứ không nhằm kích động chiến tranh với Nga. Ngoài ra, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã thông qua tuyên bố về bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine. Tuyên bố này sau đó đã thu hút thêm nhiều nước tham gia, đặc biệt tuyên bố hứa hẹn trang bị cho Ukraine tiềm năng quân sự to lớn. Về điều này, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov coi quyết định này là cực kỳ sai lầm và tiềm ẩn nguy hiểm, vì bằng cách này G7 đã xâm phạm an ninh quốc gia của Nga. Trước đó, NATO đã ký một hợp đồng trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ để sản xuất hàng chục nghìn quả đạn pháo nhằm bổ sung vào kho dự trữ đang cạn kiệt của các quốc gia thành viên. Theo cơ quan hỗ trợ và mua sắm của NATO, hợp đồng sẽ cho phép mua 220.000 quả đạn 155mm, loại đạn pháo được tìm kiếm rộng rãi nhất. Lưu ý rằng việc mua số lượng lớn cho các quốc gia thành viên sẽ đảm bảo giá thấp hơn. Các nguồn tin cho biết loại đạn này sẽ được cung cấp bởi nhà sản xuất vũ khí Nexter của Pháp và Johans của Đức. Cuối cùng, hợp đồng sẽ cho phép các đồng minh bổ sung kho vũ khí và cung cấp cho Ukraine nhiều đạn dược hơn. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên liên quan đến hợp đồng trên rằng điều này rất quan trọng để bảo vệ lãnh thổ của chúng ta, xây dựng kho dự trữ riêng, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Khi xung đột trên chiến tuyến bị đình trệ trong những tháng gần đây, Nga và Ukraine đã tăng gấp đôi các cuộc tấn công bằng pháo, tên lửa và máy bay không người lái. Tuy nhiên, ngành công nghiệp vũ khí của Nga vượt xa Ukraine và Kiev đang phải vật lộn để đảm bảo cả nguồn tài chính lẫn vũ khí từ các đồng minh phương Tây vốn cần thiết để tiếp tục cân bằng hỏa lực với Moscow. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 24 tháng 1, trong vòng 24 giờ qua, kho đạn của Lữ đoàn Cơ giới số 31, Lữ đoàn Pháo binh số 26 và Tổ hợp Phòng không SAMT của quân đội Ukraine đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, đối phương đã mất tới 175 quân, 2 xe tăng, 5 phương tiện, một pháo tự hành Yasin S và 4 pháo tự hành Gvozdika theo hướng Kupiansk, đồng thời tới 260 binh sĩ, 2 xe tăng ở khu vực Liman. Đây là lần đầu tiên Nga tuyên bố tập kích SAMT kể từ khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo hệ thống này bắt đầu vận hành tại Ukraine hồi tháng 6 năm 2023. Hệ thống tên lửa phòng không SAMT là sản phẩm liên doanh giữa Italy và Pháp. Đây là một thành phần không thể thiếu trong hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO ở châu Âu. SAMT được thiết kế để bảo vệ chiến trường và các mục tiêu quan trọng khỏi máy bay, trực thăng, máy bay không người lái cũng như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật. Một khẩu đội SAMT hoàn chỉnh bao gồm xe phóng tên lửa Aster 30 và một bộ điều khiển hỏa lực dựa trên radar quét điện tử đa chức năng Arabel. Các thành phần của hệ thống SAMT được gắn trên xe tải Astra Iveco của Italy và Renault Kerax 8x8 của Pháp mỗi hệ thống có giá từ 500 triệu đến 800 triệu đô la Mỹ tùy khí tài đi kèm. Sức mạnh của Samte nằm ở 8 ống phóng được trang bị tên lửa đánh chặn tầm xa, nhiên liệu rắn 2 tầng Aster 30. Tên lửa có chiều dài 4,9 mét với trọng lượng 510 kg, trong đó khối lượng đầu đạn của nó nặng 20 kg. Aster 30 có thể tiêu diệt máy bay ở cự ly từ 3 đến 100 km và tên lửa đạn đạo ở cự ly từ 3 đến 25 km với độ cao lên đến 25 km tốc độ bay tối đa của tên lửa đạt 1.400 m một giây. Ukraine đã từng kỳ vọng hệ thống phòng không Sante với biệt danh Mamba sẽ tốt hơn Patriot của Mỹ. Hệ thống này có thể phóng nhiều tên lửa trong thời gian ngắn. Cụ thể, nó có khả năng bắn tới 10 tên lửa trong khung thời gian vài giây và có thể tấn công 10 mục tiêu cùng một lúc ở mọi hướng. Một số chuyên gia cho rằng Sante tốt hơn hệ thống Patriot của Mỹ, đặc biệt là sau những thất bại của Patriot ở Trung Đông và việc không thể cung cấp hơn 50% khả năng đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái do Iran sản xuất và viện trợ cho lực lượng Houthi ở Yemen. Dù là sản phẩm liên doanh Italy và Pháp, nhưng việc cung cấp vũ khí này không phụ thuộc vào Rome mà phụ thuộc vào Paris. Pháp là quốc gia hàng đầu trong sản xuất Samt Cả Italy và Pháp đều không thể liên tục cung cấp tên lửa cho Samt do đó nguồn cung đạn dược sẽ bị hạn chế. Điều này có nghĩa là Samt sẽ không được triển khai ở tiền tuyến để yểm trợ trên không cho các lực lượng Ukraine mà rất có thể sẽ là ở ngoại ô Kiev. Samte chỉ có thể được triển khai tại một thành phố hoặc khu vực quan trọng khác của Ukraine, nơi Kiev muốn bảo vệ một nguồn năng lượng quan trọng hoặc những cơ sở khác trước các cuộc tấn công của Nga. Bộ trưởng Tài chính Bỉ Vincent van Petergem cho biết, Liên minh châu Âu EU không có bất kỳ kế hoạch bên nào trong việc quyết định viện trợ 54 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của khối vào tuần tới. Ông nói, không có kế hoạch B Chúng ta cần phải lên ý tưởng. Theo Bộ trưởng Tài chính Bỉ, giải pháp tốt nhất cho khối sẽ là đạt được thỏa thuận với tất cả 27 quốc gia thành viên, bao gồm cả Hungary. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng các nhà lãnh đạo EU có thể đưa ra quyết định tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới diễn ra vào ngày 1 tháng 2. Trước đó, hôm 14 tháng 12 năm 2023, hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các nước thành viên EU đã không thể thông qua đề xuất viện trợ bổ sung cho Kiev và đề xuất xem xét lại phân bổ ngân sách của khối này. Điều này khiến khoản viện trợ bổ sung trị giá 54 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine vẫn chưa được chấp thuận. Cả hai đề xuất này đều đã bị Thủ tướng Hungary Viktor Orbán phủ quyết. Trước đó, ông Orbán khẳng định việc cưỡng ép đưa ra quyết định về vấn đề Ukraine sẽ hủy hoại sự đoàn kết nội khối EU. Trong khi đó, mới đây tờ Politico đưa tin EU tự tin rằng có thể đã được thỏa thuận về việc viện trợ thêm cho Kiev trong vài tuần tới, bất chấp sự phản đối của Hungary trong việc tài trợ cho Ukraine. Hôm 21 tháng 1, Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết EU cân nhắc kế hoạch mới nhằm duy trì viện trợ cho Ukraine. Cụ thể, khối này đang cân nhắc lập quỹ trị giá gần 22 tỷ đô la Mỹ dùng để hoàn trả cho từng quốc gia thành viên viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm đạn dược, máy bay không người lái và tên lửa. Theo sáng kiến được đề xuất, quỹ sẽ nhận tới 5,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ năm 2024 đến năm 2027. Quỹ sẽ tiếp nhận 7 tỷ đô la Mỹ từ Quỹ Hòa bình Châu Âu (EPF) công cụ ngoài ngân sách của EU để bù đắp cho các thành viên đã viện trợ cho Ukraine. Tất cả số tiền dư thừa sẽ được sử dụng để trang trải chi phí cho chương trình huấn luyện quân sự của EU dành cho Kiev. Giới chức EU dự kiến chính thức thảo luận vấn đề này vào đầu tuần tới, và đây sẽ là một phần quan trọng trong chương trình nghị sự của Hội nghị EU vào tháng 2. Tuy nhiên, nguồn tin cảnh báo, nhược điểm chính của kế hoạch này là cần có sự ủng hộ nhất trí từ các thành viên EU. Tuy nhiên, nó sẽ cho phép các quốc gia nhỏ hơn tập hợp các nguồn lực của mình để giúp đỡ Ukraine cũng như loại bỏ nhu cầu về các đợt viện trợ thường xuyên và thường bị Hungary ngăn cản. Trước đó, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ cho biết, nước này cũng có kế hoạch sử dụng số tiền lãi thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga để viện trợ quân sự cho Ukraine. Sau cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludivin Dinander với người đồng cấp Ukraine Rustem Umerov, ông Umerov đã viết trên mạng xã hội X như sau. Năm nay, Bỉ sẽ cung cấp viện trợ trị giá 666 triệu đô la Mỹ cho Ukraine đồng thời cam kết lâu dài về việc hỗ trợ hiện đại hóa lực lượng phòng thủ của chúng tôi. Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ sau đó đã đăng lại bài viết của người đồng cấp Ukraine. Văn phòng Bộ trưởng Bỉ đã xác nhận thông tin trên và cho hay số tiền 666 triệu đô la Mỹ mà nước này hứa chuyển cho Ukraine là tiền lãi từ các tài sản bị phong tỏa của Nga ở Bỉ. Bộ Quốc phòng Bỉ không đưa ra tuyên bố riêng nào về việc này. Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine diễn ra vào tháng 2 năm 2022, G7 cùng Liên minh châu Âu EU, Australia, đã phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối của Nga. Phần lớn số tiền, khoảng 232 tỷ đô la Mỹ nằm ở EU với 208 tỷ đô la Mỹ được giữ ở Bỉ. Với quyết định trên, Bỉ sẽ là quốc gia thành viên EU đầu tiên sử dụng tiền của Nga để hỗ trợ cho Ukraine. Theo thông tấn xã Benga, phần lớn lượng dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga do công ty tài chính Euroclear có trụ sở tại Bỉ nắm giữ và công ty này tiếp tục kiếm được lợi nhuận kỷ lục. Tổng thống Volodymyr Zelensky không đồng tình với tuyên bố của Nga nói rằng lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ máy bay Nga khi đang chở 65 tù binh Ukraine để trao đổi. Theo đài RT, ông Zelensky nói trong một video đăng trên trang cá nhân, chúng ta phải xác định tất cả sự thật rõ ràng, càng nhiều càng tốt vì máy bay đã rơi trên lãnh thổ Nga. Ông nói thêm rằng chính quyền Ukraine đang điều tra vụ việc và nỗ lực xác định số phận của tất cả tù binh. Ông nói, đất nước chúng tôi sẽ yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế dù cáo buộc Nga không quan tâm tới mạng sống của tù binh Ukraine, nhưng ông Zelensky không nêu tên thủ phạm trong vụ máy bay IL-76 rơi. Trước đó, ngày 24 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiếc máy bay vận tải quân sự IL-76 đang chở 65 tù binh Ukraine thì bị tên lửa Ukraine bắn hạ trên vùng Bengorod. Sáu thành viên phi hành đoàn người Nga và ba quan chức cũng có mặt trên tàu, không có người sống sót. Một số cơ quan truyền thông và nhà báo Ukraine ban đầu dẫn nguồn tin nói rằng chiếc máy bay này đang vận chuyển tên lửa và đã bị quân đội Ukraine bắn hạ. Họ nhanh chóng xóa các thông tin ban đầu sau khi Nga tiết lộ rằng chiếc máy bay chở tù binh Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng Ukraine biết rõ rằng tù binh sẽ được vận chuyển trên máy bay quân sự đến một sân bay gần thành phố Belgorod của Nga. Từ đó, họ sẽ được đưa đến một điểm trao đổi. Trái lại, Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine GUR tuyên bố rằng họ không được thông báo trước về lộ trình hoặc phương tiện vận chuyển tù binh. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đưa ra một tuyên bố nói rằng Nga đã sử dụng các máy bay vận tải để chở tên lửa đến ben Gorod dùng để tấn công Kharkov và do đó các máy bay này là mục tiêu quân sự hợp pháp. Tuy nhiên, cơ quan này không đề cập đến tù binh. Nga đã yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về vụ việc. Pháp, nước chủ trì Hội đồng Bảo an trong tháng này cho biết họ có thể triệu tập một phiên họp vào chiều ngày 25 tháng 1. Trước đó, Thứ trưởng Thứ nhất Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Nga, Victor Bondarev cho biết phi hành đoàn của chiếc máy bay rơi đã kịp báo cáo về tác động từ bên ngoài và chiếc máy bay. Căn cứ vào thông tin trên, ông Bonarev khẳng định chiếc máy bay này đã bị bắn rơi. Ông nhấn mạnh qua đoạn clip đăng tải trên kênh Telegram có thể nhìn thấy rõ dấu vết điển hình của tên lửa và rất có thể không chỉ một chiếc. Trước đó, chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin đã soạn chỉ thị và gửi ý kiến đến Quốc hội Mỹ và Đức liên quan đến vụ máy bay vận tải quân sự Nga bị rơi tại tỉnh Belgorod. Theo lời ông Volodin được hãng RIA Novosti trích dẫn, cần làm rõ máy bay có thể bị bắn rơi bằng loại tên lửa phòng không nào. Tờ Kiev Independent cho biết phát biểu tại Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ ngày 24 tháng 1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gọi vụ rơi máy bay ở Belgorod là một cuộc tấn công khủng bố và quy trách nhiệm cho Ukraine, đồng thời yêu cầu Pháp, nước hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, triệu tập một phiên họp khẩn cấp. Theo ông Lavrov, lực lượng phòng không Ukraine hoạt động ở tỉnh Kharkov đã nhắm mục tiêu vào chiếc máy bay xấu số nêu trên trong một cuộc tấn công chí mạng. Về phía Mỹ, hãng CNN dẫn lời người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia, ông John Kirby cho biết, nhà trắng đã nhận được thông tin về một chiếc máy bay quân sự của nga chở những quân nhân ukraina để thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân đã bị rơi ở vùng bengor tuy nhiên khi được hỏi liệu mỹ có thêm thông tin liên quan hay không ông kirby nói không chúng tôi không biết đồng thời nhấn mạnh chúng tôi đã xem các báo cáo nhưng chúng tôi không thể xác nhận chúng người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia cho biết thêm washington đang cố gắng hết sức để có thể hiểu rõ hơn và có thêm thông tin về vấn đề đó Thưa quý vị, kể từ năm 2014, Ukraine đã xây dựng nhiều lô cốt công sự biến thành phố Adipka thành một pháo đài kiên cố. Mới đây, Nga đã phát hiện một đường ống ngầm lớn dẫn đến cứ điểm Tetsaskaya Okhota của Ukraine nằm ở phía nam thành phố Adipka. Ngay lập tức, nhóm trinh sát Nga luôn theo bất ngờ tấn công sâu vào bên trong thành trì này trước khi bị lực lượng Ukraine đánh bật khỏi khu vực. Trang Rus Vesna mới đây cho biết, lực lượng bộ binh của Nga đã hiện diện tại nhiều nơi ở phía nam Adipka thành trì phòng ngự của Ukraine ở tỉnh Donetsk, Đô miền đông nước này. Trong đó, một đơn vị trinh sát Nga đã tiến hành chiến dịch xâm nhập táo bạo để đánh luồn sâu vào phòng tuyến Ukraine. Theo các chỉ huy đơn vị trinh sát Nga, lực lượng tình báo của họ đã phát hiện một đường ống ngầm lớn dẫn đến cứ điểm Tershaskaya Okhota của Ukraine nằm ở phía nam thành phố Adipka. Nỗ lực xâm nhập đầu tiên bằng đường ống này không thành công do thiếu dưỡng khí, buộc lực lượng Nga phải tạo thêm lỗ thông hơi. Một trận lụt sau đó đã xảy ra nhấn chìm đường ống, khiến đơn vị trinh sát Nga không thể tiến hành kế hoạch xâm nhập. Sau đó, khi nước rút đi, lực lượng Nga mới thúc đẩy chiến dịch tấn công. Họ luồn theo đường ống, lợi dụng tiếng đạn pháo và cối xung quanh để cắt thành ống và đào lối mở ở Tsarskaya Okhota. Lực lượng Nga sau đó tập kích vào hậu tuyến Ukraine, chia cắt các chốt phòng ngự tiền phương ở phía nam Adipka và bắt một nhóm tù binh. Ông Vitaly Barabas, thị trưởng Adipka do Ukraine bổ nhiệm, ngày 24 tháng 1 xác nhận nhóm trinh sát Nga đã tiến vào khu vực phía nam thành phố song đã bị đánh bật khỏi đây. Ông Barabas cho biết, tình hình tại Adipka khó khăn, song nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Barabas từ chối tiết lộ thời điểm các đơn vị Nga xâm nhập Adipka và họ ở trong thành phố này bao lâu. Theo ông, khoảng 1.100 dân thường bám trụ ở Adipka. Trước xung đột, dân số của Adipka là khoảng 32.000 người. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định các đơn vị Nga cũng đã tiến vào Stepovoe, ngôi làng nằm ở phía tây bắc Adipka, đây là khu vực mà truyền thông Ukraine cho biết đã diễn ra trận đấu giữa hai thiết giáp M2 Bradley và một xe tăng T-90M của Nga. Viện nghiên cứu chiến tranh cho biết, các nguồn tin Nga và Ukraine cho biết giao tranh cục bộ diễn ra ở phía Tây Bắc, Tây Nam, Nam cùng ngoại vi thành phố Adipka và các đơn vị thuộc trung đoàn xe tăng cận vệ số 80 Nga và phân đội đặc nhiệm số 20 Viking đang tham chiến tại hướng Adipka. Cũng liên quan đến tình hình giao tranh căng thẳng ở khu vực này, mới đây, Riba, một blogger quân sự của Nga nói rằng quân đội nga đã tạo được bước đột phá ở phía đông nam adipka chiếm giữ nhiều vị trí bên trong thành phố và nỗ lực đối phó với các cuộc tấn công đáp trả của ukraine mặc dù quân đội ukraine tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công liên tiếp của nga và adipka nhưng nhiều phương tiện truyền thông đã tỏ ra lo ngại trang tin tức sensors net của ukraine lưu ý tình hình tại adipka rất nguy cấp quân đội nga đã chiếm giữ các khu vực ở ngoại ô thành phố lãnh đạo ukraine phải ngay lập tức tăng cường lực lượng nhà nghiên cứu marina miron tại đại học kinh college london anh đánh giá việc giành quyền kiểm soát thành phố adipka nếu thành công sẽ mang lại giá trị chiến lược và biểu tượng đối với nga vào thời điểm chiến tuyến gần như bị tĩnh lặng suốt nhiều tháng qua adipka thành phố nhỏ ở miền đông ukraina là mục tiêu chính trong hoạt động tấn công của nga thành phố được mô tả là một pháo đài phòng thủ của ukraina với cường độ giao tranh dữ dội không kém so với trận chiến tại bakhmut trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Rosia 24, giám đốc điều hành tập đoàn tên lửa chiến thuật Boris Obnosov nói rằng tên lửa siêu thanh Tersikon có thể vượt qua hầu hết mọi hệ thống phòng thủ hoặc chống lại tên lửa của đối phương. Ông cho biết hiện tại các đặc điểm của tên lửa Tersikon rất vượt trội. Để đánh chặn loại tên lửa này, cần có một hệ thống phòng không hoặc chống tên lửa rất hiệu quả. Đối với tôi, tên lửa Tersikon là một loại vũ khí cho phép Nga có thể vượt qua mọi hàng phòng ngự của đối phương. Tên lửa siêu thanh Tersikon còn có tên gọi là Zircon do Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất Chế tạo Máy, một công ty con của Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga thiết kế và sản xuất. Những lần phóng thử tên lửa đầu tiên được thực hiện từ tàu sân bay dưới nước, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Severodvinsky. Tổng thống Vladimir Putin cho biết tên lửa Tsukon có thể di chuyển với tốc độ Mach 9, gấp 9 lần tốc độ âm thanh và phạm vi tấn công của nó có thể vượt 1.000 km. Tốc độ này được cho là nhanh gấp 9 lần so với tên lửa Tomahawk và Harpoon mà Hải quân Mỹ đang sử dụng. Tên lửa còn có thể được sử dụng để chống lại tàu mặt nước, từ tàu khu trục nhỏ đến tàu sân bay, cũng như các mục tiêu trên mặt đất. Tên lửa siêu thanh Chiron đã được đưa vào sử dụng trong lực lượng Vũ trang Nga vào đầu năm 2023. Nhà lãnh đạo Nga từng ca ngợi loại tên lửa này là không thể đánh chặn. Trước đó Nga cho biết nước này cũng đang hoàn tất các cuộc thử nghiệm tên lửa mini chống máy bay không người lái và sẽ sớm được đưa vào sử dụng cùng các hệ thống tên lửa phòng không tại vùng hoạt động đặc biệt ở ukraine các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng nga phối hợp với quân đội nga đang hoàn thiện các cuộc thử nghiệm tên lửa mini chống máy bay không người lái dự kiến trong thời gian tới các hệ thống tên lửa phòng không này sẽ được đưa vào sử dụng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên phạm vi nước nga và khu vực hoạt động quân sự nguồn tin sputnik cho biết thêm các tên lửa này được thiết kế chủ yếu để loại bỏ các máy bay không người lái nhỏ Máy bay bốn cánh cũng như máy bay không người lái gắn camera ghi hình FPV được sử dụng để trinh sát và tấn công. Nguồn tin chỉ rõ các tên lửa mini sẽ được sử dụng như một phần của hệ thống tên lửa phòng không Panzer SM nâng cấp, bắt đầu được đưa đến khu vực hoạt động quân sự đặc biệt vào năm ngoái. Tên lửa mới có bố cục tiêu chuẩn cho tổ hợp Panzer nhưng có kích thước giảm đáng kể cả về đường kính và chiều dài. Nhờ đó, một hệ thống tên lửa phòng không Panzer SM có thể được trang bị 48 tên lửa chống máy bay không người lái thay vì 12 tên lửa tiêu chuẩn. Tên lửa săn máy bay không người lái mới rẻ hơn đáng kể so với tên lửa tiêu chuẩn, điều này sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế của hệ thống tên lửa phòng không Panzer SM. Sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm tên lửa chống máy bay không người lái, Bộ Quốc phòng Nga sẽ xác định các điều kiện và khối lượng cung cấp tên lửa cho quân đội công nghệ chống máy bay không người lái là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng nhằm chống lại mối đe dọa ngày càng tăng do máy bay không người lái gây ra. Các hệ thống này sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như gây nhiễu tần số vô tuyến, nhiễu tín hiệu và phá hủy vật lý để vô hiệu hóa máy bay không người lái trên không. Các phương tiện truyền thông của Nga và Ukraine cũng như các nhà phân tích nguồn mở cho biết, quân đội Nga đã tiến vào thành phố Adipka ở miền đông Ukraine sau nhiều tháng tiến hành các cuộc tấn công dữ dội Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ trận địa của Ukraine tại Adivka sụp đổ. Riba, một blogger quân sự của Nga nói rằng, quân đội Nga đã tạo được bước đột phá ở phía đông nam adipka chiếm giữ nhiều vị trí bên trong thành phố và đang nỗ lực đối phó với các cuộc tấn công đáp trả của Ukraine. Còn trang tin Ukraine.ru cho hay, các binh sĩ Nga đã giành được một thành trì khác của Ukraine ở phía nam adipka Nhiều tuyến phố lân cận đã chuyển sang vùng xám, nơi không bên nào kiểm soát được. Mặc dù quân đội Ukraine tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công liên tiếp của Nga và Adipka trong 24 giờ qua, nhưng nhiều phương tiện truyền thông đã tỏ ra lo ngại. Trang tin tức Sensor.net của Ukraine lưu ý, tình hình tại Adipka rất nguy cấp. Hiện quân đội Nga đã chiếm giữ các khu vực ở ngoại ô thành phố. Lãnh đạo Ukraine phải ngay lập tức tăng cường lực lượng. Trung tâm phân tích Deep State với quan điểm ủng hộ Kiev cũng thừa nhận rằng, Nga đã giành quyền kiểm soát khu vực Taska okhota ở phía đông nam và đang cố gắng giành chỗ đứng trên các tuyến đường Chernyshevskoho, Sputnaya và Sobona. Nếu Ukraine không thể bình ổn tình hình thì điều này sẽ gây nguy hiểm đến toàn bộ khu vực phía đông và xung quanh thành phố. Còn nhà nghiên cứu Marina Miron tại Đại học King's College London của Anh đánh giá, việc giành quyền kiểm soát thành phố Adipka nếu thành công sẽ mang lại giá trị chiến lược và biểu tượng đối với Nga vào thời điểm chiến tuyến gần như bị tĩnh lặng suốt nhiều tháng qua. Được biết, Adipka, thành phố nhỏ ở miền đông Ukraine, có dân số trước xung đột là 32.000 người, từng chứng kiến nhiều trận chiến ác liệt trong suốt mùa đông. Nơi đây cũng là mục tiêu chính trong hoạt động tấn công của Nga. Thành phố được mô tả là một pháo đài phòng thủ của Ukraine với cường độ giao tranh dữ dội không kém so với trận chiến tại Bakhmut. Hiện Nga đang tấn công và bao vây thành phố từ ba phía. Thương vong của cả hai bên rất nặng nề khi Nga tung hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác chống lại quân đội Ukraine đang chấn thủ bên trong. Ukraine không tiết lộ con số cụ thể, nhưng việc bổ sung lực lượng cho thành trì Adivka đang làm suy giảm các nguồn lực hạn chế của nước này. Trong chuyến thăm tới thành phố vào tháng 12 năm 2023, tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng trận chiến giành Adipka về nhiều mặt có thể quyết định diễn biến chung của cuộc chiến. Vẫn chưa rõ quân đội Ukraine có thể cầm cự được bao lâu tại Adipka. Một số nhà phân tích cho rằng điều này sẽ phụ thuộc chủ yếu vào việc trang bị vũ khí và khí tài quân sự của phương Tây. Giới chức Ukraine hiện chưa thảo luận về việc rút khỏi thành phố này, nhưng một binh sĩ có biệt danh Smaga cảnh báo, nếu phương Tây không ủng hộ chúng tôi, Nga sẽ giành quyền kiểm soát và điều này sẽ tiếp tục diễn ra. Các binh sĩ thuộc nhóm đặc nhiệm Omega của Ukraine cho biết, họ phải chiến đấu trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, đôi khi nhiệt độ xuống tới mức âm 22 độ C với nhiều loại vũ khí cũ kỹ. Tại một vị trí pháo binh ở phía bắc Idipka, khoang chứa đạn của pháo Paladin do Mỹ cung cấp hoàn toàn trống rỗng. Họ hầu như không có viên đạn nào để bắn. Đôi khi họ được cung cấp đạn khói, nhưng việc sử dụng không hiệu quả. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Anh cảnh báo, các hoạt động trinh sát, những bãi mìn dày đặc, các chiến hào kiên cố và những kinh nghiệm chiến đấu trong suốt hai năm qua đã biến quân đội Nga trở thành một lực lượng thiện chiến hơn nhiều. Sự thay đổi này là một trong những lý do khiến cuộc phản công của Ukraine thất bại. Theo Kiev Post, việc Ukraine kiểm chế thành công hạm đội Biển Đen của Nga đã khiến xuất khẩu ngũ cốc của nước này tăng lên mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng nổ. Một bản cập nhật tình báo được Bộ Quốc phòng Anh chia sẻ lên mạng X gần đây nhấn mạnh rằng thành công của Ukraine là gần như chắc chắn trong việc thiết lập tuyến đường vận chuyển hiệu quả trên Biển Đen, bất chấp giao tranh đang diễn ra, theo báo cáo. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Kiev đã đạt được thành công lớn trong việc tấn công các mục tiêu ở Crimea, nơi đã xâm nhập vào Nga từ năm 2014. Ukraine là một trong những nhà cung cấp nông sản lớn nhất thế giới, bao gồm dầu hướng dương, lúa mạch, ngô và lúa mì. Bộ Quốc phòng Anh cho biết xuất khẩu trong tháng 12 năm 2023 đã vượt mức đạt được trong sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, một thỏa thuận giữa Ukraine, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ do Liên Hợp Quốc làm trung gian và có hiệu lực từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023. Các cảng của Ukraine đã xuất khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp vào tháng 12 năm 2023 hơn bất kỳ thời điểm nào khác kể từ khi Nga tấn công, gần như chắc chắn là do việc mở lại các cảng biển đen của Ukraine và thiết lập kênh xuất khẩu vận chuyển đơn phương. Bản cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Ukraine đã ngăn cản phần lớn hạm đội biển đen của Nga hoạt động ở phía tây biển đen. Tài liệu viết, sức khỏe của tuyến xuất khẩu này rất quan trọng về lâu dài, cả về doanh thu xuất khẩu của Ukraine và như một biểu tượng cho thấy cả hai bên đã sẵn sàng đình chỉ các cuộc tấn công vào vận tải biển dân sự, mở đường cho việc giảm thiểu rủi ro và tăng cường thương mại cho tất cả các bên ở vùng biển đen. Ukraine tuyên bố đánh chìm soái hạm Moscow của hạm đội biển đen Nga trong những ngày đầu của cuộc xung đột. Những cuộc tấn công vẫn tiếp diễn kể từ đó. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sap tháng trước nói rằng Nga đã mất 20% hạm đội biển đen trong vòng 4 tháng. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh được đưa ra trong bối cảnh Ukraine khi đó liên tục tập kích vào lực lượng hải quân Nga tại Biển Đen. Các cuộc tấn công diễn ra gần như hàng ngày, chủ yếu sử dụng máy bay không người lái UAV tên lửa và biệt kích, phá hủy các hệ thống radar, khẩu đội phòng không và các hệ thống tên lửa quan trọng của Nga. Trong vụ tấn công vào sáng ngày 26 tháng 12 năm 2023, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkass của Hải quân Nga đã bị hư hại khi đang neo tại cảng ở thành phố Vladosia, bán đảo Crimea. Trước đó, Ukraine cũng cho biết, máy bay không người lái của họ đã đánh chìm một tàu chiến hộ tống lớp Tarantul trong cùng tháng, một cuộc tấn công tên lửa vào tháng 9 năm 2023 nhằm vào trụ sở hạm đội biển đen của Nga ở Sevastopol cũng được cho là đã gây ra thiệt hại và thương vong đáng kể. Quan chức Ukraine nói với Newsweek vào tháng 9 năm 2023 rằng nỗ lực của Kiev nhằm phi quân sự hóa hạm đội biển đen là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm mục đích cuối cùng là giành lại bán đảo Crimea. Thành công của Ukraine trong việc xuất khẩu qua hành lang biển đen là một điều đáng ngạc nhiên sau những dự đoán rằng việc sáng kiến ngũ cốc biển đen bị đình chỉ sẽ gây ra hậu quả tai hại. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, đã có những dấu hiệu cho thấy thỏa thuận này có thể được phục hồi khi đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vào tuần trước rằng một số cuộc đàm phán nhất định đã bắt đầu. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phương Tây lợi dụng thỏa thuận ngũ cốc và bảo vệ quyết định của Điện Kremlin chấm dứt thỏa thuận này vào tháng 7 năm ngoái. Ông lập luận rằng việc tiếp tục thỏa thuận ngũ cốc không còn ích lợi gì nữa vì nó đã không phục vụ được mục đích nhân đạo ban đầu và nói rằng Moscow có khả năng thay thế ngũ cốc của Ukraine. Sau khi cuộc phản công mùa hè kết thúc thất bại, Kiev đang chuyển sang chiến lược mới để chuẩn bị cho năm thứ ba xung đột. Vania, một người lính Ukraine phục vụ trong đơn vị trinh sát chiến đấu cùng lính thủy đánh bộ ở bờ đông sông Dnipe chia sẻ, Tôi sẽ nói cho anh sự thật, tình hình thật tệ. Đánh giá bi quan của Vania diễn ra sau nhiều tháng quân đội Ukraine tấn công táo bạo qua sông Dnipe, bắt đầu vào mùa thu năm ngoái, nhằm thiết lập một đầu cầu mong manh nằm sâu trong khu vực Kherson do Nga kiểm soát lợi dụng đêm tối, đặc nhiệm Ukraine đã vượt sông, gây thiệt hại cho các đơn vị Nga và tạo ra một trong số ít điểm sáng kể từ khi cuộc phản công mùa hè kết thúc trong thất bại. Nhưng sự kiểm soát của các đơn vị Ukraine tại cứ điểm đơn Niyepe, gần làng Krynky đang tuột dốc. Vị trí của họ trên địa hình đầm lầy và trong chiến hào cũ mà phía Nga để lại rất nông, dễ bị ngập lụt. Thời tiết lạnh cóng cản trở các hoạt động và khiến họ không thể nghỉ ngơi. Quân đội Ukraine đang phải chịu thương vong nặng nề ở đây, Vania than thở nhưng từ chối đưa ra thông tin cụ thể vì lý do bí mật quân sự. Anh nói thêm, người Nga có lợi thế nhân lực với tỷ lệ 4 đến 5 binh sĩ cho mỗi quân nhân Ukraina. Một phần của khó khăn là hậu cần, người Ukraina phải vượt sông bằng những chiếc thuyền nhỏ để không bị phát hiện và linh hoạt hơn nên họ không thể vận chuyển những loại vũ khí lớn, uy lực mạnh hơn. Vania nói, mọi thứ mang theo đều là những gì chúng tôi có thể tự mang nhiều nhất là một số loại súng phóng lựu hiếm hoi tôi mới thấy một khẩu súng máy hạng nặng được mang qua mục tiêu cuối cùng là tạo ra một vị trí mà từ đó quân đội ukraine có thể tiến hành các cuộc tấn công mới sâu hơn vào lãnh thổ do nga kiểm soát vania nói rằng điều đó ngày càng ít có khả năng xảy ra trong những tuần gần đây lực lượng nga đã chiếm lại một số vị trí ở bờ đông khi được hỏi liệu ukraine có thể giữ được căn cứ của mình ở đó lâu dài hay không vania thẳng thừng tất nhiên là không thực tế là thủy quân lục chiến không thể duy trì nhịp độ tấn công và chắc chắn đã mất thế chủ động từ lâu. Dự kiến quân đội Ukraine sẽ rút lui về các vị trí phòng thủ ở bờ tây sông Doniáp hoặc có nguy cơ chịu tổn thất nặng nề với các đơn vị mạnh nhất của nước này. Việc áp dụng một vị thế phòng thủ an toàn hơn để đề phòng năm thứ ba khó khăn của cuộc xung đột không còn là câu hỏi chỉ dành cho những người đóng quân trên sông Doniáp mà còn đối với toàn bộ quân đội Ukraine và vị tổng tư lệnh của nước này. Khi cuộc xung đột sắp sửa tròn 2 năm, triển vọng quân sự của Ukraine dường như đang mờ nhạt. Họ đã từ bỏ hy vọng về một chiến thắng nhanh chóng. Một quan chức phương Tây làm việc về chính sách Ukraine tin rằng có rất ít triển vọng về một bước đột phá trong hoạt động của cả hai bên trong cả năm 2024, chứ đừng nói đến trong vài tháng tới. Thực tế này đã được thừa nhận ở Kiev, nơi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố vào đầu tháng 12 năm 2023 rằng một giai đoạn mới đã bắt đầu. Sau khi thất bại với kế hoạch tái chiếm các khu vực rộng lớn ở phía Nam, ông Zelensky đã ra lệnh cho quân đội xây dựng các pháo đài phòng thủ mới. Quan chức phương Tây nói rằng chiến lược phòng thủ tích cực, duy trì các tuyến phòng thủ nhưng thăm dò các điểm yếu của địch để khai thác cùng với các cuộc không kích tầm xa sẽ cho phép Ukraine củng cố lực lượng trong năm nay và chuẩn bị cho năm 2025 khi một cuộc phản công sẽ có cơ hội tốt hơn. Tuy nhiên, có một số yếu tố có thể quyết định vận mệnh của Ukraine. Nổi bật nhất trong số đó là sự bất ổn xung quanh vai trò hỗ trợ quân sự của phương Tây, bao gồm cả đạn dược mà Ukraine đang tiêu thụ. Lúc này, quyết tâm của phương Tây và liệu các đồng minh có thể và sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine hay không, ở mức độ nào, vẫn là những câu hỏi bỏ ngỏ. Một vấn đề nghiêm trọng là Ukraine hiện đang phải đối mặt với thách thức huy động nhân lực. Các chỉ huy quân đội của ông Zelensky đã kêu gọi tuyển dụng 500.000 binh sĩ mới, một con số có tính đến những tổn thất lớn của Ukraine và thực tế là nhiều binh sĩ đã chiến đấu gần 2 năm không nghỉ ngơi. Nhắc đến nỗi lo sợ ngày càng tăng của những người dân Ukraine rằng kết quả của cuộc xung đột có thể không có lợi cho họ. Chuyên gia Mykola Bieliskov, công tác tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine, nói Chúng tôi bước vào mùa đông này với khả năng phục hồi tâm lý dường như ít hơn và với sự mệt mỏi chung rõ ràng là lớn hơn. Những lo lắng của người Ukraine không hoàn toàn đặt sai chỗ, hiện tại lực lượng Nga đang ở thế tấn công. Quân đội Nga đang cố gắng bao vây thị trấn công nghiệp chiến lược Adivka, nơi quân đội Ukraine hầu như không còn bám trụ được nhằm chiếm toàn bộ vùng Donetsk. Chính những lợi ích của Nga trên chiến trường đã buộc Ukraine phải áp dụng thế phòng thủ chặt chẽ hơn, một chiến lược được các đồng minh mạnh nhất của Kiev ủng hộ. Thưa quý vị, theo Sputnik, Nga đang hoàn tất các cuộc thử nghiệm tên lửa mini chống máy bay không người lái và sẽ sớm được đưa vào sử dụng cùng các hệ thống tên lửa phòng không SAM tại vùng hoạt động đặc biệt ở Ukraine. Nguồn tin từ Sputnik cho biết các doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng phối hợp với quân đội đang hoàn thiện các cuộc thử nghiệm tên lửa mini chống máy bay không người lái. Dự kiến trong thời gian tới, các hệ thống tên lửa phòng không này sẽ được đưa vào sử dụng, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên phạm vi cả nước và tại các khu vực hoạt động quân sự đặc biệt. Các tên lửa mini này sẽ được sử dụng như một phần của hệ thống tên lửa phòng không Panzer SM đã được hiện đại hóa, vốn đã được đưa đến khu vực hoạt động quân sự đặc biệt vào năm ngoái. Tên lửa mới có bố cục tiêu chuẩn cho tổ hợp Panzer nhưng có kích thước giảm đáng kể cả về đường kính và chiều dài. Nhờ đó, một hệ thống tên lửa phòng không Panzer SM có thể được trang bị 48 tên lửa chống máy bay không người lái UAV thay vì 12 tên lửa tiêu chuẩn. Tên lửa săn UAV mới rẻ hơn đáng kể so với tên lửa tiêu chuẩn. Điều này sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế của hệ thống tên lửa phòng không Panzer SM. Sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm tên lửa chống UAV, Bộ Quốc phòng Nga sẽ xác định các điều kiện và khối lượng cung cấp cho quân đội. Công nghệ chống UAV là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng nhằm chống lại mối đe dọa ngày càng tăng do loại vũ khí gây ra. Hệ thống này sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như gây nhiễu tần số vô tuyến, nhiễu tín hiệu và phá hủy vật lý để vô hiệu hóa UAV trên không. UAV đã trở thành mối đe dọa chủ yếu trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, để chống lại mối đe dọa tiềm tàng từ UAV của Ukraina, Nga đã gắn các thiết bị gây nhiễu lên xe tăng và các phương tiện quân sự khác. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video trên Telegram cho thấy cảnh xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BVM của Nga phá hủy cứ điểm của Ukraina gần làng Pevomaiskoy ở vùng Donetsk. Có thể nhìn thấy hệ thống chống UAV Sanya được gắn trên tháp pháo của xe tăng. Hệ thống chống UAV Sanija được thiết kế để phát hiện và triệt tiêu tín hiệu của UAV đối phương. Theo binh sĩ lái xe tăng Nga, hệ thống Sanija được thiết kế để phát hiện và triệt tiêu tín hiệu của UAV đối phương, tạo ra một loại mái vòm bảo vệ xung quanh xe tăng lắp đặt nó. Các thông số kỹ thuật của hệ thống Sanija không được tiết lộ. UAV đã trở thành mối đe dọa chủ yếu săn lùng các xe tăng chiến đấu chủ lực, xe bọc thép, xe tải tiếp tế, bộ binh và thậm chí cả các binh sĩ của cả hai bên trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Để chống lại mối đe dọa tiềm tàng từ UAV của Ukraine, Nga đã gắn các thiết bị gây nhiễu lên xe tăng và các phương tiện quân sự khác. Đây là ví dụ điển hình về chiến tranh điện tử trên chiến trường, khi cả hai bên trong cuộc xung đột đều tăng cường phòng thủ bằng thiết bị gây nhiễu để bảo vệ quân đội khỏi UAV. Ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột, xe tăng và các đội thiết giáp của Nga được hàn một lồng sắt trên xe của họ như một biện pháp phòng thủ thô sơ. Hôm 24 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào khoảng 11 giờ theo giờ Moscow, tức 15 giờ theo giờ Việt Nam, một chiếc máy bay IL-76 đã bị rơi ở vùng Belgorod. Trên máy bay có 65 tù binh Ukraine bị Nga bắt giữ, đang được chuyển đến vùng Belgorod để tiến hành trao đổi. 6 thành viên phi hành đoàn và 3 người tháp tùng, một ủy ban của lực lượng không quân Nga đã tới hiện trường vụ tai nạn để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Kênh Telegram 112 trước đó dẫn nguồn tin cho biết vụ tai nạn xảy ra gần làng Jablonovo, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 90 km. Kênh này cho hay không có người nào sống sót sau vụ tai nạn. Trong khi đó, báo Pravda của Ukraine dẫn nguồn tin quân đội nước này cho hay chiếc máy bay IL-76 bị lực lượng Ukraine phá hủy. Tuy nhiên, báo này nói rằng chiếc máy bay chở tên lửa phòng không S-300 chứ không phải tù binh Ukraine. Máy bay vận tải IL-76 của Nga là máy bay quân sự được thiết kế để vận chuyển hàng hóa lớn và nặng trên quãng đường dài. Được trang bị 4 động cơ phản lực cánh quạt và khoang chứa hàng rộng rãi, máy bay IL-76 có thể chở hơn 40 tấn hàng hóa trên quãng đường 3.600 đến 4.200 km với vận tốc bay 770 đến 800 km h Những yếu tố này khiến IL-76 trở thành một trong những máy bay vận tải lớn nhất được sử dụng trong quân đội. IL-76 được lực lượng hàng không vũ trụ Nga sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau bao gồm vận tải quân sự, tiếp nhiên liệu trên không và tìm kiếm cứu nạn. Ngay sau vụ rơi máy bay chở 65 tù binh Ukraine, nghị sĩ Nga Andrei Katapolov cho biết có hai máy bay chở tù binh Ukraine và Nga đã phải khẩn cấp chuyển hướng chiếc IL-76 thứ hai chở 80 tù binh ra khỏi vùng nguy hiểm. Thông tin trên do đài RT đưa ngày 24 tháng 1, nghị sĩ Katapolov tuyên bố rằng Ukraine đã biết về cuộc trao đổi tù binh sắp diễn ra và đã được thông báo về đường bay. Ông cáo buộc rằng bất chấp cảnh báo, máy bay chở 65 tù binh đã bị bắn hạ bởi 3 tên lửa phòng không được phóng từ hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất hoặc Iris T do Đức sản xuất. Nghị sĩ Katapolov khẳng định rằng trước thảm kịch này, bất kỳ hoạt động trao đổi tù binh nào sẽ không còn khả thi vào lúc này, cho thấy rằng Kiev đã thực hiện cuộc tấn công nhằm ngăn cản cuộc trao đổi tù binh. Phía Ukraine chưa bình luận gì về thông tin này. Trong khi đó, thống đốc khu vực Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov cho biết, có một sự cố không xác định đã xảy ra ở quận Korochansky của khu vực này, phía đông bắc thành phố Belgorod và ông sẽ kiểm tra hiện trường. Ông nói thêm rằng các nhà điều tra và nhân viên cấp cứu đã có mặt tại hiện trường. Điện Kremlin thông báo họ đang xem xét tình hình. Vùng Belgorod giáp biên giới Ukraina thường xuyên bị Ukraina tấn công trong những tháng gần đây, trong đó có vụ tấn công tên lửa vào tháng 12 năm 2023 khiến 25 người thiệt mạng. Vào tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã bắn hạ 4 quả tên lửa phóng từ hệ thống pháo phản lực bắn loạt RM-70 Vampire của Ukraine và đánh chặn hai máy bay không người lái trên vùng trời Belgorod. Theo trang avia.pro, vụ tấn công xảy ra vào ban đêm. Cảnh báo tên lửa đã được ban bố tại Belgorod và các khu vực lân cận kéo dài đến 7 giờ sáng hôm sau. Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết vụ việc không gây thương vong nhưng một số tòa nhà bị hỏng cửa kính. Lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường để thực hiện hoạt động cứu hộ. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire và máy bay không người lái tấn công Belgorod. Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine tập kích bằng rocket, tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ nước này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công của Ukraine vào Belgorod được thực hiện với mục đích chuyển hướng sự chú ý khỏi những thất bại của các hoạt động quân sự của Kiev ở mặt trận và khiêu khích các lực lượng vũ trang Nga. Phần lớn binh sĩ Ukraine đang tham gia chiến đấu với các lực lượng Nga trên tiền tuyến đều là đàn ông trung niên. Tờ The Times của Anh cho rằng vấn đề thể chất suy giảm của họ khiến việc lập kế hoạch quân sự trở nên khó khăn. Dmitry Berlim, chỉ huy lữ đoàn 32 của quân đội Ukraine đang chiến đấu gần Kupiansky nói độ tuổi trung bình của một người lính trong một số tiểu đoàn của tôi là 45. Ở độ tuổi này, việc thực hiện nhiệm vụ đã khó khăn, có người thậm chí còn không mang theo nổi đạn dược, áo giáp tới các vị trí chiến đấu nguồn nhân lực đang cạn kiệt và chất lượng quần tiếp viện ngày càng đi xuống. Tờ The Times lưu ý rằng đây là một tình huống khác thường nếu so sánh với các cuộc chiến ở thế kỷ trước khi phần lớn binh sĩ là nam giới 20 tuổi hoặc thậm chí trẻ hơn. Một trong những lý do cho điều này, The Times trích dẫn một làn sóng tình nguyện viên gia nhập quân đội Ukraine trong những tuần đầu tiên nổ ra xung đột. Phần lớn trong số họ là nam giới ở độ tuổi trên 40. Nhiều người kỳ vọng rằng đơn vị của họ sẽ sớm được tăng cường thêm những tân binh trẻ. Hơn nữa khi đó, ít người tin rằng xung đột sẽ kéo dài như vậy. Một người lính Ukraine 50 tuổi giấu tên cho biết, tôi gần như suy sụp, tôi tham gia ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Nhưng khi những thanh niên trẻ hơn tham gia cùng chúng tôi ra mặt trận, họ cũng thường không thể chịu đựng được. Chúng tôi bị tấn công bởi tên lửa, máy bay không người lái, chúng tôi chưa sẵn sàng cho việc này. Tuy nhiên, The Times viết, không phải tất cả những người lính lớn tuổi đều là tình nguyện viên nhiều người đã được huy động và những người chỉ trích nói rằng một lượng lớn đàn ông lớn tuổi từ các vùng nông thôn đã phải ra mặt trận và không có đủ tiền để trốn quân dịch trước đó tờ wall street journal của mỹ cũng đưa tin rằng ukraine đang cần xây dựng lại lực lượng đã bị thương vong của mình vốn thường xuyên thiếu quân sau gần hai năm xung đột với nga những người lính có quyết tâm cao nhất đã tình nguyện tham gia quân ngũ sớm ukraine hiện nay dựa vào quân dịch và đôi khi vào việc tuyển quân để bổ sung quân số trong khi đó nga có thể huy động lực lượng dự bị lớn hơn nhiều để bù đắp những tổn thất của mình tuy nhiên nhiều binh sĩ và nhà phân tích quân sự cho biết một hệ thống quân dịch yếu kém không huy động được nhân lực hiệu quả cung cấp số lượng và chất lượng binh sĩ cần thiết cho quân đội ukraine sự kết hợp giữa vấn đề tiêu cực như đút lót chạy giấy tờ y tế giả để tránh quân dịch miễn trừ và thận trọng về mặt chính trị đã khiến phần lớn tầng lớp trung lưu thành thị ở ukraine không phải ra chiến trường trên chiến tuyến, một tỷ lệ lớn lính quân dịch là những người đàn ông trung niên, chủ yếu đến từ các làng mạc và thị trấn nhỏ. Những người lính kỳ cựu đã chiến đấu từ năm 2022, một số kể từ năm 2014, khi Nga lần đầu tiên tấn công vào miền đông Ukraine, bày tỏ sự thất vọng rằng những tân binh thường đã qua tuổi có thể lực tốt nhất. Một lính bộ binh giàu kinh nghiệm chiến đấu gần Adipka cho biết chất lượng của những người thay thế không tốt họ là những người dân nông thôn tuổi từ 43 đến 50, đôi khi có vấn đề về sức khỏe. Những chiến binh đã chiến đấu trong thời gian dài lưu ý rằng khi họ đi nghỉ phép ở các thành phố lớn như Kiev hay Donetsk, họ nhìn thấy những thanh niên khỏe mạnh ở độ tuổi 20 và 30 thường xuyên lui tới các phòng tập thể dục, quán bar và nhà hàng sành điệu. Một người điều hành máy bay không người lái thuộc lực lượng đặc biệt của Hải quân Ukraine được biết đến với biệt hiệu là Dobro cho biết, chúng tôi không có sự huy động toàn diện của xã hội, nhưng đó là điều cần thiết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây cho biết quân đội đang đề nghị ông tăng thêm tới 500.000 quân. Ông Zelensky cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra và gọi vấn đề này là rất nhạy cảm. Ông lưu ý, nhiều quân nhân đã chiến đấu lâu năm cũng sẽ phải xuất ngũ vào một thời điểm nào đó. Việc tìm kiếm những tân binh mới đang tỏ ra đặc biệt khó khăn trong giai đoạn chiến tranh tiêu hao hiện nay ở Ukraine. Trong khi đó, sự ủng hộ ngày càng giảm của phương Tây dành cho Ukraine đang khiến tâm trạng của nước này trở nên u ám và khiến cuộc chiến ở tiền tuyến càng trở nên khó khăn hơn. Việc cung cấp vũ khí và đạn dược của phương Tây đã chậm lại đáng kể. Do đó, Nga đã giành được lợi thế rõ ràng về hỏa lực pháo binh, lĩnh vực mà Ukraina ở thế ngang bằng hồi đầu năm 2023. Về mặt lý thuyết, Ukraina vẫn có một nguồn nhân lực tiềm năng dồi dào với vài triệu nam giới ở độ tuổi 20 và 30 chưa tham gia chiến đấu cho đến nay quân đội Ukraine chưa tuyển nam giới dưới 27 tuổi, mặc dù quốc hội đã cho phép giới hạn độ tuổi thấp hơn là 25. Các nhóm được miễn quân dịch, bao gồm người chăm sóc người khuyết tật và công nhân trong các lĩnh vực then chốt. Ngày 24 tháng 1, các nghị sĩ Duma quốc gia Hạ viện Nga phê chuẩn dự luật cho phép nhà chức trách nước này tịch thu tiền, tài sản có giá trị của bất kỳ ai bị kết tội chỉ trích quân đội Nga. AFP đưa tin dự luật trên quy định những ai bị buộc tội phát tán thông tin sai sự thật về quân đội Nga phải chịu mức án tối đa lên tới 15 năm tù. Phát biểu trước các nhà lập pháp, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin tuyên bố, quyết định được thông qua sẽ ngăn những kẻ phạm tội chống lại an ninh của đất nước chúng ta, những kẻ cho rằng có thể xúc phạm công dân, binh lính và sĩ quan của chúng ta. Theo luật hiện hành, thông tin về kế hoạch quân sự ở Ukraine không đến từ nguồn chính thức của chính phủ có thể bị coi là sai sự thật và hành vi tuyên truyền thông tin đó có thể bị truy tố. Cùng ngày, Quốc hội Nga cũng đã thông qua một nghị quyết gửi tới các nhà lập pháp Pháp tố cáo sự hiện diện được cho là lính tư nhân của nước này ở Ukraine, động thái làm gia tăng căng thẳng với Paris. Nghị quyết có đoạn, mặc dù thực tế là Paris chính thức phủ nhận việc lính tư nhân Pháp tham gia vào cuộc xung đột quân sự ở Ukraine, thông tin khách quan về tổn thất của các đơn vị lính tư nhân cho thấy điều ngược lại một cách đáng tin cậy. Diễn biến này xảy ra sau khi Nga tuyên bố đã loại bỏ một nhóm gồm 60 lính tư nhân Pháp trong cuộc tấn công vào Kharkov hôm 17 tháng 1. Paris đã bác bỏ tuyên bố này, khẳng định Pháp không có lính tư nhân ở Ukraine hay bất cứ nơi nào khác. Bên cạnh đó, Duma Quốc gia, Hạ viện Nga vừa chính thức thông qua dự luật về dò dỉ dữ liệu trong lần đọc đầu tiên, quy định về các khoản tiền phạt và trách nhiệm hình sự rất nghiêm khắc đối với hành vi gây dò dỉ dữ liệu cá nhân. Những cá nhân chuyển dữ liệu của người Nga ra nước ngoài sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 8 năm, trong khi những người trục lợi từ việc bán dữ liệu phải chịu án tù tối đa 5 năm. Nếu vụ do gì do một nhóm người tổ chức hoặc gây tổn hại đến an toàn công cộng và sức khỏe của người dân, hình phạt có thể sẽ tăng lên đến 10 năm tù. Dự luật cũng quy định về các mức phạt dựa trên doanh thu đối với các doanh nghiệp gây do gì dữ liệu cá nhân cũng như trách nhiệm hình sự liên quan. Đối với những hành vi vi phạm nhiều lần, mức phạt đối với tổ chức sẽ được áp dụng dựa trên doanh thu ở mức 0,1 đến 3% doanh thu của năm dương lịch từ 15 đến 500 triệu rúp tương đương 165.000 đến 5.500.000 đô la Mỹ. Trước đó Tổng thống Nga Putin vừa gửi đi một thông điệp cứng rắn liên quan đến nhà nước Ukraine. Ông Putin cảnh báo nhà nước Ukraine sẽ hứng chịu đòn đánh rất nghiêm trọng, không thể sửa chữa nếu cứ để chiến sự tiếp diễn. Thông điệp liên quan đến Ukraine này được Tổng thống Putin đưa ra trong một cuộc họp với người đứng đầu các thành phố lớn của Nga hôm 16 tháng 1. Cuộc họp được phát sóng truyền hình. Bình luận của ông Putin xuất hiện chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu về cuộc xung đột Nga-Ukraine tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Trong phát biểu của mình, ông Zelensky một lần nữa khẳng định ông phản đối một lệnh ngừng bắn vào lúc này. Thay vào đó, ông tuyên bố rằng chỉ có một chiến thắng quyết định dành cho đất nước ông mới có thể chấm dứt được chiến sự. Ngày 24 tháng 1, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tới thành phố Uzhhorod, miền Tây Ukraine và gặp gỡ người đồng cấp nước chủ nhà Denis Mihan. AFP đưa tin, trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Mihan nêu rõ, bất chấp những bất đồng, Ukraine muốn thiết lập một chính sách về thực tế mới với Slovakia. Ông bày tỏ hy vọng cuộc gặp với Thủ tướng Fico mở ra một trang mới trong quan hệ của Bratislava và Kiev. Sau cuộc gặp, hai thủ tướng đã ký tuyên bố chung nhằm tăng cường quan hệ song phương dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Tuyên bố nêu bật sự ủng hộ vững chắc và nhất quán của Slovakia đối với nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu EU của Ukraine. Văn kiện nêu rõ sự ủng hộ đối với công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong giải quyết xung đột với Nga, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Slovakia tham gia vào quá trình tái thiết Ukraine. Hai bên khẳng định sẵn sàng hợp tác hơn nữa, tập trung vào việc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận. Sau cuộc gặp, Reuters dẫn thông báo của thủ tướng Smihan trên mạng xã hội X cho hay Slovakia sẽ hỗ trợ chương trình của EU, qua đó dự kiến Liên minh sẽ cung cấp 50 tỷ euro cho Kiev. Trước đó, trong cuộc họp báo với thủ tướng Hungary Viktor Orbán, thủ tướng Fico nhắc lại tuyên bố của ông rằng cuộc xung đột nga-Ukraine không có giải pháp quân sự. Theo tờ Politico của Mỹ, thủ tướng Fico lên nắm quyền vào tháng 12 năm 2023 sau khi đảng Smer của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với cam kết sẽ ngừng gửi vũ khí tới Ukraine ngăn cản tư cách thành viên NATO tiềm năng của Kiev và phản đối các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Fico nhấn mạnh, tôi sẽ nói với ông ấy, tức Thủ tướng Ukraine Shmihan, rằng tôi phản đối việc Ukraine trở thành thành viên NATO và tôi sẽ phủ quyết điều đó. Điều đó chỉ đơn thuần là cơ sở cho chiến tranh thế giới thứ ba, không có gì khác. Thủ tướng Fico cũng tuyên bố xác nhận với người đồng cấp Ukraine rằng Kiev sẽ không nhận thêm bất kỳ loại vũ khí nào từ chính phủ Slovakia, đồng thời cáo buộc Ukraine là một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới. Thủ tướng Slovakia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Hungary trong việc chặn gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro của EU cho Ukraine. Trong cuộc họp báo chung với thủ tướng Viktor Orbán ở Budapest, ông Fico nói: "Tôi sẽ không bao giờ đồng ý rằng một quốc gia phải bị trừng phạt vì đấu tranh cho chủ quyền của mình. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý với một cuộc tấn công như vậy vào Hungary." Mặt khác, trong một động thái thể hiện sự bất đồng nội bộ phương Tây, Slovakia không tham gia cùng gần 50 nước khác lên án cáo buộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga để sử dụng tại Ukraine. Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blana đã nói sẵn sàng lên án thỏa thuận quân sự giữa Nga và Triều Tiên nếu có thêm bằng chứng liên quan. Vài ngày trước, Thủ tướng Robert Fico cho rằng nước láng giềng Ukraine không phải là quốc gia có chủ quyền mà nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Mỹ. Ukraine không phải là quốc gia độc lập và có chủ quyền. Họ chịu ảnh hưởng và kiểm soát hoàn toàn của Mỹ, Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói với đài truyền hình RTVS. Theo thủ tướng Fico, cần có những sự thỏa hiệp dù sẽ khiến cả hai bên chịu đau đớn và họ chờ đợi điều gì? Rằng người Nga sẽ rời đi sau. Điều đó là phi thực tế. Slovakia là một trong những quốc gia thân thiện với Nga nhất trong Liên minh châu Âu theo tổ chức nghiên cứu Globsoech ở Bratislava năm 2023. Đến với những thông tin khác Thưa quý vị, Mỹ đã bày tỏ lo ngại về vụ tấn công ngày 24 tháng 1 của Israel vào một trung tâm huấn luyện của Liên Hợp Quốc tại giải Gaza, đồng thời kêu gọi các bên liên quan lưu tâm tới việc bảo vệ dân thường, nhân viên nhân đạo và các cơ sở viện trợ. Trong một cuộc họp báo, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel đánh giá tình hình cực kỳ đáng lo ngại về vụ tấn công ngày 24 tháng 1 của Israel vào một trung tâm huấn luyện của Liên Hợp Quốc tại giải Gaza. Ông Patel nêu rõ, Chúng tôi lấy làm tiếc về cuộc tấn công vào trung tâm huấn luyện Khan Yunis của Liên hợp quốc. Dân thường phải được bảo vệ và các cơ sở của Liên hợp quốc phải được tôn trọng. Các nhân viên nhân đạo phải được bảo vệ để họ có thể tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho dân thường. Trước đó, giám đốc chương trình cứu trợ Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNRWA, Thomas White cho biết, một số người Palestine đã thiệt mạng và bị thương khi hai quả đạn xe tăng đánh trúng cơ sở nói trên. Trung tâm đào tạo này hiện là nơi trú ẩn của khoảng 800 người dân phải sơ tán do giao tranh nổ ra. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 24 tháng 1 cho biết, Cố vấn phụ trách khu vực Trung Đông của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Brett McGirt đang ở Qatar để thảo luận khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn nhân đạo mới ở giải Gaza và trả tự do cho các con tin. Chuyến công tác của ông McGirt tới Đồ Hà diễn ra sau chặng dừng chân tại Ai Cập và trong bối cảnh xuất hiện những thông tin tích cực về triển vọng trả tự do cho các con tin bị Hamas bắt giữ, mặc dù các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng cho đến nay có rất ít tiến triển được ghi nhận. Trước đó ngày 23 tháng 1, ông Kirby cho biết Mỹ đang tham gia các cuộc thảo luận đúng mực và nghiêm túc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận con tin mới giữa Israel và Hamas để đổi lấy việc tạm dừng giao tranh ở Gaza. Trong diễn biến mới nhất, kênh truyền hình Al Jazeera ngày 24 tháng 1 dẫn thông báo của công ty viễn thông Palestine cho biết thông tin liên lạc tại một số khu vực tại giải Gaza đang được nối lại. Sau nhiều ngày dịch vụ Internet và điện thoại di động tại khu vực Duyên Hải này bị gián đoạn, các nhân viên của công ty viễn thông Palestine đang nỗ lực để khôi phục tất cả các dịch vụ thông tin liên lạc về trạng thái bình thường như trước đây. Đây là lần thứ 10 liên lạc viễn thông tại Gaza bị cắt đứt kể từ khi xung đột nổ ra tại giải Gaza. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron vào hôm 24 tháng 1 đã đến thăm và gặp gỡ, trao đổi với các quan chức cấp cao của Israel về tình hình tại giải Gaza. Trong đó, trọng tâm là kêu gọi tăng cường viện trợ và thúc đẩy giải pháp kết thúc xung đột tại khu vực. Trong chuyến thăm Israel, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng nước này Israel Kass. Ông Cameron cũng gặp mặt thăm hỏi các gia đình có người thân đang bị lực lượng Hamas bắt giữ làm con tin. Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh tình hình tại giải Gaza đang tồi tệ ngoài sức tưởng tượng. Anh kêu gọi Israel mở thêm nhiều cửa khẩu và tạo điều kiện để nhiều xe tải viện trợ hơn nữa có thể đi vào giải Gaza. Xem xét cho phép sử dụng cảng Ashdod của Israel, vị trí cảng cách khoảng 40 km về phía nam thành phố Tel Aviv, phục vụ việc trung chuyển hàng viện trợ đến giải Gaza. Anh cũng thảo luận với phía Israel về giải pháp giải cứu các con tin đang bị lực lượng Hamas bắt giữ. Kết thúc xung đột, tiến tới bàn giao khu vực cho chính quyền Palestine quản lý. Trước đó vào tháng 11 năm 2023, Thủ tướng Israel Netanyahu đã phản đối đề xuất của Mỹ về việc để chính quyền Palestine quản lý giải Gaza. Theo kế hoạch, trong lộ trình chuyến công du lần này, Thủ tướng Anh cũng sẽ đến thăm bờ Tây, gặp gỡ chính quyền của Tổng thống Mahmoud Abbas và thăm Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ. Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei đã kêu gọi các chính phủ Hồi giáo cắt đứt huyết mạch của Israel bằng cách chấm dứt quan hệ kinh tế và chính trị với Israel. Hãng thông tấn nhà nước của IRNA của Iran đưa tin, tại một cuộc họp công khai, ông Khamenei đã thúc giục các nước ngừng đưa ra những tuyên bố ủng hộ ngừng bắn ở Gaza. Ông nói, đôi khi quan điểm và tuyên bố của quan chức các nước hồi giáo đã sai, bởi vì họ nói về một vấn đề như lệnh ngừng bắn ở Gaza, đó là việc nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Lãnh tụ Iran cũng kêu gọi các quốc gia Trung Đông hạn chế hỗ trợ Israel. Hãng BBC dẫn tin từ quân đội Israel cho biết lực lượng mặt đất của nước này đã bao vây Khan Yunis, thành phố lớn nhất ở phía nam giải Gaza. Các binh sĩ tiến sâu hơn nữa vào các phần còn lại của thành phố, nơi họ cho rằng các lãnh đạo Hamas đang ẩn nấp trong các đường hầm cùng với con tin. Giao tranh cũng diễn ra ác liệt quanh hai bệnh viện chính ở Khan Yunis, khi tang lễ của một số binh sĩ trong nhóm 24 lính Israel thiệt mạng trước đó được tổ chức Trước đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amia Abdullahian cho rằng Mỹ và Anh đã phạm một sai lầm chiến lược khi tấn công phiến quân Houthi. THX đưa tin, theo một thông cáo được công bố trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Iran cùng ngày, Ngoại trưởng Hossein Amia Abdullahian đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại New York hôm 23 tháng 1 Ông Hossein Amia Abdullahian nhấn mạnh lập trường của Tehran về việc duy trì vận tải và an ninh hàng hải tại Biển Đỏ, lưu ý rằng lực lượng thi muốn chấm dứt hành động của Israel ở giải Gaza bằng cách chặn các tàu đi đến đất nước này. Ngoại trưởng Iran cũng nêu bật sự cần thiết của việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel nhằm vào người Palestine và tạo điều kiện thuận lợi thông qua tham vấn cho việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới Gaza về phần mình tổng thư ký guterres lên án cuộc xung đột tại gaza và kêu gọi chấm dứt xung đột cũng như gửi hàng viện trợ tới giải đất này nhấn mạnh quyền tự quyết của người palestine ông cũng cho rằng không thể gửi hàng viện trợ nhân đạo tới gaza mà không đạt được một lệnh ngừng bắn trước tiên đề cập những diễn biến tại biển đỏ và bày tỏ quan ngại về sự lan rộng các cuộc xung đột tại khu vực tổng thư ký liên hợp quốc nói rằng iran đóng một vai trò quan trọng trong thúc đẩy hòa bình và ổn định tại khu vực Cùng ngày, TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết, Moscow cực lực lên án hành động gây hấn phi lý của Mỹ và Anh nhằm vào Yemen mà không có lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an. Theo nhà ngoại giao Nga, đó là mối đe dọa trực tiếp đến hòa bình quốc tế, làm suy yếu trật tự thế giới dựa trên tính tối thượng của luật pháp quốc tế phổ quát và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Ngày 12 tháng 1, máy bay, tàu chiến và tàu ngầm của Mỹ và Anh lần đầu tiên tấn công các cơ sở của phong trào Houthi ở một số thành phố của Yemen, trong đó có Sana và Hodeida, nhằm vô hiệu hóa năng lực hành động của lực lượng này nhắm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ. Từ đó đến nay, liên minh Mỹ Anh và gần đây nhất có thêm một số nước như Canada, Australia, Bahrain tham gia đã tiến hành nhiều cuộc tấn công mới. Người phát ngôn của Houthi, ông Yahya Saria mới đây nêu rõ, để ủng hộ người dân Palestine và để đáp lại hành động của Mỹ, Anh chống lại đất nước chúng tôi, chúng tôi đã đụng độ với một số tàu khu trục và tàu chiến của Hải quân Mỹ ở Vịnh Aden và eo biển Bab al-Mandab, trong khi chúng đang bảo vệ hai tàu chở hàng thương mại của Mỹ. Ông Saria tuyên bố tên lửa của Houthi đã đánh thẳng vào một tàu chiến Mỹ và buộc hai tàu thương mại nước này phải rút lui khỏi biển đỏ. Trước đó, một quan chức ngoại giao Houthi là Hussein al-Eji cảnh báo rằng Mỹ và Anh sẽ phải đối mặt với những hậu quả nặng nề vì đã gây hấn. Ông Al Eji nói, đất nước chúng tôi đã hứng chịu một cuộc tấn công gây hấn lớn từ các tàu, tàu ngầm và máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh. Mỹ và Anh chắc chắn sẽ phải chuẩn bị trả giá đắt và chịu mọi hậu quả thảm khốc. Khi nói đến sức mạnh quân sự đơn thuần, Mỹ và các đồng minh sẽ không gặp vấn đề gì trong việc đối phó với lực lượng hầu thi đang tấn công các tàu chở hàng ở Biển Đỏ. Nhưng khi tên lửa của Houthi tiếp tục làm gián đoạn các tuyến đường vận chuyển và chuỗi cung ứng toàn cầu, Mỹ nhận ra rằng họ có rất ít lựa chọn tốt để ngăn chặn lực lượng vũ trang Yemen này. Các cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ và Anh dường như không thể gian đe lực lượng hầu thi, nhóm vũ trang Hồi giáo Shia ở Yemen, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Hầu thi không phải là một thế lực quân sự lớn, nhưng họ có ba lợi thế giúp tăng cường sức mạnh của mình và khiến phương Tây gặp khó khăn trong việc đối phó với họ thiên nhiên đã quyết định rằng con đường tắt tốt nhất cho tàu thuyền đi lại giữa châu Âu hoặc bờ đông nước Mỹ tới Ấn Độ và Đông Á là qua kênh đào Suez ở Ai Cập, tuyến đường nối giữa biển địa Trung Hải và Ấn Độ Dương. Đó là lý do vì sao các quốc gia quyết chiến để kiểm soát tuyến đường thủy này trong chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Bên cạnh đó, hầu thi có vũ khí chống hạm hiện đại rất mạnh mẽ nhưng cũng đủ đơn giản để ngay cả một nhóm vũ trang cũng có thể vận hành chúng máy bay không người lái thường có giá rẻ và một chiếc uav cỡ nhỏ cũng có thể gây ra thiệt hại cho một con tàu lớn yếu tố địa lý góp phần làm tăng thêm mối đe dọa từ kho vũ khí của houthi cách phòng thủ tốt nhất của các con tàu không phải là pháo hay thiết bị gây nhiễu mà là không gian rộng mở ngay cả một tàu sân bay khổng lồ cũng khó bị phát hiện giữa đại dương bao la radar trên tàu cũng chỉ có thể quét được một khu vực nhỏ đó là lý do vì sao mỹ và nhiều quốc gia khác đầu tư rất nhiều nỗ lực vào vệ tinh máy bay tuần tra và cảm biến mục đích là để cung cấp dữ liệu theo dõi thời gian thực nhằm dẫn đường cho tên lửa đến một con tàu đang di chuyển. Một trong những lợi thế quan trọng của Houthi là sự hậu thuẫn từ Iran. Iran từ lâu đã hỗ trợ vũ khí và tài chính cho Houthi, một trong những mạng lưới các nhóm ủy nhiệm của Tehran trên khắp Trung Đông cùng với Hamas và Hezbollah của Liban. Vũ khí mới từ Iran có thể thay thế những vũ khí mà Houthi đã mất trong hàng loạt vụ tấn công của Mỹ và đồng minh. Tehran không chỉ hỗ trợ Houthi về vũ khí và tiền bạc, các tàu Iran được cho là đã cung cấp cho Houthis thông tin về hoạt động di chuyển của tàu thuyền ở Biển Đỏ. Iran có thể duy trì sự hỗ trợ lâu dài cho lực lượng Houthi. Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Houthi, chẳng hạn như việc Mỹ một lần nữa đưa nhóm này vào danh sách tổ chức khủng bố, dường như không có hiệu quả. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.